Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì tiếp tục em setup những con vàng Tripad Mota 998A để gửi đi cho bác và anh em. Thì nếu mà các bác và anh em đang có nhu cầu sử dụng dòng vàng Tripad nghe nhạc hay, chất âm mic ngọt ngào thì các bác em sử dụng dòng vàng Tripad Mota 998A này. Thì ngày hôm nay thì một số các bác và anh em đặt em dòng vàng này thì em cũng ngồi setup để gửi đi cho bác và anh em. Thì trước khi gửi đi cho bác và anh em thì em đã cài đặt điều khiển để cho bác và anh em về dùng điều khiển từ xa, như là tăng giảm âm lượng nhạc, tăng giảm âm lượng mic và chọn chế độ cài đặt sẵn gọi ra có 4 mode ở trên con vàng này. Thì em đã cài đặt cho bác và anh em, mode 1 là Eco và dì vợt các bác nhé, mode 2 thì các bác em có thể là hát thiên về Eco, mode 3 thì thiên về dì vợt, mode 4 thì các bác và anh em chuyên nghe nhạc hay là hát định tiếng thì em sẽ để vào mode 4 cho bác và anh em. Thì đây là mode 1 nhé các bác nhé, mode 1 thì em sẽ để cho cái tiếng của nó có cả Eco và dì vợt cho bác và anh em này. 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Hai thì em sẽ để cho bác và em là thiên về Eco các bác nhé, thiên về Eco. Đấy, mode 3 thì em sẽ để cho bác và em là thiên về dì vợt các bác nhé, thiên về dì vợt. 1, 2, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 0. Đấy, mode 4 thì em sẽ để cho bác và anh em là cái tiếng nó nịnh hơn một tí và thiên về nghe nhạc. Nếu mà các bác và anh em về mà loa của các bác và anh em có độ nhạy thấp đấy, mà các bác và anh em muốn chơi nó sáng tiếng hơn thì các bác và em có thể là chơi ở chế độ 4 cho em nhé. Đấy, chế độ 4 là cái chế độ là nghe nhạc và hát karaoke cho nó nịnh tiếng tí. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 0. Rồi có một ngày chim chim tàn, anh chẳng có chi, chẳng có chi ngoài con tim em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với huy hào sâu. Lỡ châu mai với những địa đôi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Đấy thì bác nào mà đang quan tâm đến cái sản phẩm vang Tripad Mota 998A để chơi karaoke và nghe nhạc thì các bác và em nên lựa chọn sản phẩm này. Sản phẩm vang này thì nó giúp các bác và anh em nghe nhạc sạch tiếng này, hát karaoke trong trẻo, Eco dì vợt rất mượt các bác nhé. Mà giá tiền thì khẳng định các bác và anh em ốc chỉ bằng những cái dòng vang mới đang bán trên thị trường thôi. Còn đây là vang đáng để sưu tầm và đáng để cho các bác và anh em chơi nhạc hay hát karaoke. Thì bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm vang này thì liên hệ với bên em theo số của Hưng Giang, theo số điện thoại là 0979987696. Bên em sẽ chuyển hàng toàn quốc, mua hàng được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bác và anh em.